Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Tuần này ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa liên tục về chiều và tối, có lúc mưa to. Các tuyến đường trũng thấp cũng có khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng ngập úng. Mưa vào đúng giờ tan tầm nên là sẽ gây ảnh hưởng tới giao thông đi lại. Tốt nhất là quý vị chúng ta hãy chọn sẵn những cung đường phù hợp cho việc di chuyển. Ngoài ra, nếu mà bị dính nước mưa thì quý vị hãy nhanh chóng lau khô người và thay ra một bộ quần áo khác, tránh để nước mưa bị ngấm vào người nhé. Mong là quý vị sẽ có một tuần mới làm việc thật hiệu quả.